thuế, tôi cũng thấy là chủ đề thuế má là có thể hơi lạ lùng để bắt đầu thảo luận về việc tạo ra sự thịnh vượng. Thế nhưng trong suốt cuộc đời của chúng ta, cho dù trẻ hay già, chúng ta cũng phải học được sự cần thiết của việc từng đồng thuế. Và ngay cả khi chưa có đồng nào, con cái của chúng ta đã cũng phải học để biết rằng khi chi tiêu tiền thì ngay lập tức chúng ta trở thành người tiêu dùng, và tất cả những tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trẻ em tới mức nào cũng phải đóng thuế. Nếu một đứa bé chỉ mới 6 tháng tuổi khi lần đầu tiên đến cửa hiệu để mua thứ gì đó ở có giá 1 đô la thì chủ tiệm sẽ vòi cậu bé thêm 6 xu. Cậu bé nhìn vào nhãn ghi giá và hỏi chủ tiệm tại sao lại có thêm 6 xu này. Đây là lúc đầu để giải thích đầy đủ. Nếu phải lấy 6 xu, cậu bé sẽ bẽn lẽn nào chủ tiệm không bảo cho cậu biết biết số tiền này đi đâu. Nói cho cùng, đó là 6 xu của cậu bé cơ mà. Cậu bé có thể hỏi chủ tiệm ai là người giữ số tiền đó. Chủ tiệm có thể giải thích đó là tiền đóng thuế, rằng ông ấy không giữ, mà đó chính là thu hộ số tiền đó. Hiển nhiên là cậu bé hãy hỏi hai câu hỏi tiếp theo, rằng ai lấy số tiền đó và nó được dùng vào việc gì. Với những câu hỏi này thì những câu hỏi trả lời hết sức quan trọng. Cậu bé phải được giải thích rằng vì tất cả chúng ta đều thỏa thuận chung sống với nhau nên chúng ta gọi chính chúng là một xã hội, và để cho xã hội vận hành phù hợp, có một số điều chúng ta không nên chỉ tự làm lấy cho mình. Ví dụ, mỗi người không thể tự làm lấy một đoạn đường phố, chi phí máy móc sẽ cực đắt và cần nhiều thời gian để học cách sử dụng chúng. Vì thế, chúng ta có chính phủ, và một chính phủ được vận hành như những người sẽ làm những công việc mà chúng ta không thể hay không muốn tự mình làm việc vào việc đó. Vì đường xá, vỉa hè, cảnh sát, cứu hỏa, tất cả đều phải tốn chi phí, nên chúng ta đồng ý đóng góp một khoản tiền cho chính phủ mỗi khi mua một thứ gì đó. Hiểu được điều này có ý nghĩa quan trọng. Tất cả chúng ta, dù là một đứa trẻ hay một người trưởng thành, đều phải học điều đó. Squab đã thúc giục tôi trở thành một người đóng thuế hạnh phúc. Giờ đây tôi đã phải thú nhận rằng cần phải mất một thời gian. Cứ như cuối cùng tôi cũng đã trở thành một người đóng thuế hạnh phúc. Một phần của sự chuyển hóa này xảy ra khi tôi bắt đầu hiểu ra chức năng của đóng thuế má và tính đúng đắn khi mọi người đều phải đóng góp công bằng phần của mình. Tất cả những gì tôi muốn là khi mọi thứ đã được tính toán, mọi khấu trừ hợp lệ đã được thực hiện, và bạn đã làm tới dòng cuối cùng của bạn, bản khai thuế thu nhập của mình, khi dù số lượng là bao nhiêu, hãy đóng đầy đủ và đóng thuế với niềm hạnh phúc, hiểu rằng mình đang nuôi dưỡng con gà đẻ trứng vàng, những quả trứng vàng của tự do, an toàn, công lý và tự do kinh doanh. Ít gà, ít trứng. Sâu xa hơn, tôi tin rằng mọi người đều nên chi trả, thậm chí những người nghèo nhất. Tôi không đặt nặng dù đó chỉ là 1 đô la một năm, vậy cũng đã đủ. Điểm mấu chốt là người nên sống vui sướng với phẩm giá của việc chi trả, phần thuộc về trách nhiệm của mình. Có một câu chuyện về Chúa Giê-xu và một món đồ của người khi quan sát một người đến cúng họ đền thờ. Một vài người
cúng những món tiền lớn, một số khác cúng những món tiền ít hơn. Cuối cùng một bà lão nhỏ bé đến và cẩn thận đặt hai đồng tiền kẽm vào thùng tiền dân cúng. Giê-xu chỉ vào bà lão và bảo: "Hãy nhìn người đàn bà tuyệt vời này, người đã dâng cúng hai đồng kẽm của mình." Các món đồ của người ta hết sức kinh ngạc. Hai đồng kẽm, họ thốt lên, trong tất cả những dâng cúng tuyệt vời vào nơi đây, tại sao người ta lại chọn người đàn bà nghèo này làm gương? Giê-xu bảo: "Bà ấy đã dâng cúng nhiều nhất hơn bất kỳ ai khác." Họ nói: "Hai đồng kẽm nhiều nhất hơn bất kỳ ai, hãy giảng giải cho chúng tôi, thưa thầy." Giê-xu nói: "Đúng, bà ấy, hai đồng kẽm là tất cả những gì bà ấy có, thật phi thường. Nhưng chúng ta xem xét câu chuyện này hơi sâu, đôi lúc không được để lại hàm chứa bài học sâu sắc hơn những gì được kể. Hãy nghĩ về những gì mà Giê-xu đã không làm. Người ta không lấy hai đồng kẽm khỏi thùng tiền cúng và trả lại cho cụ. Bà nói: "Đây là bà lão chúng ta sẽ quan sát. Thấy bà ấy rất nghèo và quá tội nghiệp, nên chúng ta sẽ trả lại cho bà ấy hai đồng kẽm của bà. Thật là một sự xúc phạm nếu điều đó xảy ra. Bà ấy sẽ nói: có chuyện gì vậy? Hai đồng kẽm của tôi không đủ ư? Chúng là một phần rất đáng kể trong những gì mà chúng ta có. Người định lấy mất phẩm hạnh của tôi ư? Dĩ nhiên cả này không xảy ra. Và quả thật đó là một bài học sâu sắc. Quy luật 70/30. Sau khi đã trả phần thuế thuộc trách nhiệm của mình, bạn phải học cách sống với 70% thu nhập sau thuế của mình. 70% bạn chi tiêu cho những thứ cần thiết, những thứ xa xỉ. Còn 30%, cách bạn phân bổ 30% còn lại ít quan trọng. Hãy thử những cách sau: từ thiện trong 30% không chi tiêu, hãy dành 1/3 đóng góp từ thiện. Từ thiện là hành động đóng góp lại cho cộng đồng những gì mà bạn nhận được để giúp đỡ những người cần được hỗ trợ. Tôi tin rằng đóng góp 10% thu nhập sau thuế của bạn là một khoản đáng để nỗ lực. Bạn có thể chọn số lượng nhiều hơn hay ít hơn tùy kế hoạch của bạn. Một số người thích đóng góp tiền từ thiện của họ qua các tổ chức cộng đồng. Những người khác thường thích làm điều đó hơn. Nhưng cho dù bạn tự mình quản lý khoản tiền này hay giao cho một tổ chức, bạn cũng phải đảm bảo rằng đã dành riêng cho mình một khoản thu nhập để cho đi. Hành động cho đi nên dạy từ khi còn nhỏ. Thời gian tốt nhất để dạy một đứa trẻ từ thiện là khi con bé được đồng tiền đầu tiên. Hãy dẫn bé thực hiện một chuyến tham quan, dẫn bé đến nơi mà mọi người thực sự không tự lo liệu được, để bé học hỏi được lòng khoan dung. Nếu đứa trẻ đó không hiểu, nó sẽ không có chút khó khăn nào khi đi đồng 25 xu. Trẻ sẽ có một trái tim cực kỳ lớn. Có lý do tại sao hành động cho đi nên được dạy khi số lượng tiền còn nhỏ. Trích ra 10 xu từ 1 đô la thì tương đối dễ. Bạn nói: "Ồ, nếu tôi có 1 triệu đô thì có vẻ rắc rối nhỉ." 100.000 đô là một món tiền lớn. Tốt hơn, chúng ta nên bắt đầu từ sớm để bạn có thể phát triển thói quen này. Khi món tiền lớn này dắt đường của bạn, đầu tư vốn với 100% thu, với 10% thu nhập sau thuế tiếp theo của mình, bạn sẽ đầu tư vào việc nên sự thịnh vượng. Đây là món tiền bạc sẽ dụng mua nữa, khắc phục, chế tạo hay bán. Vấn đề
then chốt là sự tham gia vào lĩnh vực thương mại, cho dù đó chỉ là việc tận dụng quỹ thời gian ngoài giờ làm việc. Thế thì làm thế nào bạn có thể tạo ra sự thịnh vượng với 10% thu nhập mà mình đã dành riêng cho mục đích đó? Có rất nhiều cách, hãy để trí tưởng tượng của bạn bay bổng, hãy xem xét kỹ những kỹ năng mà bạn đã phát triển trong công việc hay qua những sở thích của mình. Bạn có thể chuyển những kỹ năng này thành những công việc kinh doanh sinh lợi. Ngoài ra, bạn có thể học cách mua một sản phẩm với giá sỉ mà bán lại với giá lẻ. Hay bạn cũng có thể mua bất động sản và cải tạo lại nó. Và nếu bạn đủ may mắn để làm việc tại một nơi có thưởng một phần tăng năng suất của bạn, có thể làm việc để tăng thu nhập và dùng khoản thu nhập này để đầu tư vào phần chủ sở hữu riêng bằng việc mua cổ phiếu, sử dụng 10% này mua trang thiết bị, sản phẩm hay cổ phiếu. Để bắt đầu, không ai có thể nói được hay là loại thiên tai nào đã ngủ yên bên trong bạn để chờ được đánh thức bằng tia lửa cơ hội. Đây là một ý tưởng hào hứng. Hãy tại sao không làm việc toàn thời gian cho công việc của bạn và dùng thời gian ngoài giờ làm việc cho vận may của mình? Tại sao không có chứ? Và bạn sẽ có cảm giác như thế nào khi có thể thành thật nói: tôi đang làm việc để trở nên thịnh vượng, tôi không làm việc chỉ để đủ tiền nhanh chóng thanh toán các hóa đơn của mình. Khi bạn có một kế hoạch thịnh vượng, bạn sẽ đầy động lực để nói khói lòng đi ngủ sớm mỗi tối. Tiết kiệm 10% cuối cùng nên dành cho việc tiết kiệm. Tôi xem đây là một trong những phần hào hứng nhất trong kế hoạch thịnh vượng của bạn, vì nó có thể mang lại cho bạn sự yên tâm bằng cách chuẩn bị sẵn sàng cho những mùa đông của cuộc đời. Kinh tế căn bản, cách nhìn của em, thời điểm tốt nhất để dạy kinh tế thị trường là khi một đứa trẻ phát hiện rằng nó có thể làm ra một ít tiền bằng cách làm cho chính mình trở nên hữu dụng, nhưng vượt xa hơn việc cho chúng một khoản tiền nhỏ. Bạn có thể chỉ cho con mình cách để bước vào công việc kinh doanh thực sự. Ví dụ, những đứa trẻ có hai chiếc xe đạp, một chiếc để đi và một chiếc đi cho thuê. Quả thật là không cần quá tốn kém để bước vào công việc kinh doanh. Việc đó không cần để đến cả triệu đô la. Và điều hào hứng là một đứa trẻ có thể học được những nguyên tắc kinh doanh căn bản của việc vận hành hãng Grass Motor. Bạn bằng cách thực hiện thành công công việc cho thuê xe đạp. Đây là một ý tưởng khác chỉ cho trẻ em. Cách mua một chai dầu gội đầu với giá 2 đô la và bán lại với giá 3 đô la cho những người hàng xóm. Đó là vận hành kinh tế thị trường. Lợi nhuận sản phẩm dịch vụ mang đến thị trường. Đó là những thứ tạo nên vận may. Và cũng dạy cho con bạn lợi thế của việc đang là con trẻ, bảo cho cậu bé biết rằng vài người sẽ mua nó chỉ vì nó là một đứa trẻ. Johnny đi xuôi từ nhà mình
qua vài nhà khác và gõ cửa nhà cô John. Cô John mở cửa, Johnny nói, cô John, cháu có hai chai dầu gội đầu này, đó là loại tốt nhất. Mẹ cháu dùng nó và rất nhiều người cháu biết cũng không dùng loại nào khác. Cô thực sự nên mua một chai này vì nó chỉ có giá $3. Và vì cháu là hàng xóm của cô nên cháu quan tâm đến cô. Và ngoài ra, cháu chỉ là một đứa trẻ. Cô John bảo, Johnny, cô rất vui vì cháu đã ghé qua. Cô nghĩ sản phẩm của cháu tốt, nhưng thành thật là cô đã có rất nhiều dầu gội. Để cháu vào kiểm tra xem. Johnny nói, cô cho biết rằng phản đối của mình vô ích, liền nói được. Cô sẽ là khách hàng của cháu. Johnny chạy ào vào nhà đầy phấn khích. Cậu nói, có $3 để chi tiêu. Nếu con tiết kiệm hết $3, bạn nhắc cậu bé, con sẽ không có gì để kinh doanh. Ồ, Johnny thở dài hơi, có chút thất vọng. Con đã hiểu rồi ạ. Bạn tiếp tục dành giải. Trước tiên con phải để dành $2 để đầu tư vào một chai gội đầu khác. Con không được chi tiêu đồng nào vào vốn của mình. Vốn phải được bảo toàn cẩn thận. Con nghĩ nếu sau một nông dân ăn hết bắp giống của mình, một nông dân ngốc nghếch đúng không? Tiêu vốn cũng thế, có nó được coi như tiền làm giống và được bảo vệ. Nó là cơ hội duy nhất của con cho một vụ thu hoạch khác. Johnny không thể tranh luận với giải thích của bạn. Vì thế, sau khi xem xét và vấn đề của cậu nói, vâng, con sẽ dành $2 để vẫn có thể tiếp tục công việc và tiếp tục kiếm $1 tiền lời. Còn nhưng con được tiêu $1 tiền lời đúng không ạ? Giờ là cơ hội của bạn để Johnny thấy sự khác biệt giữa việc tiếp tục nghèo hay trở nên giàu có. Bạn giải thích, nếu con có thể tiêu hết tiền lời, con sẽ phá sản và chẳng sung sướng gì. Johnny không hiểu, vì thế bạn dẫn cậu bé đến người hàng xóm nghèo nhất trong khu phố và hỏi cậu bé, con có muốn sống như một đứa sống như thế này không ạ? Không ạ, thế này nhé, con không thể chi tiêu hết cả $1, vậy thì con sẽ làm gì với nó? Thứ nhất, con sẽ trả thuế, và với trẻ em đây là điều dễ dàng vì chúng sẽ đóng thuế khi chi tiêu. Tiếp theo, bạn nhắc Johnny nhớ về sự cần thiết của việc làm từ thiện. Johnny nhớ lại, ồ vâng, đây là 10 xu cho người không thể tự giúp được chính mình. Giờ con có thể tiêu phần còn lại chứ? Không không, bạn trả lời, con vẫn có thể kết thúc bằng sự phá sản và đau đớn, đau khổ hơn một chút thôi. Vâng vâng, giờ con còn gì nữa ạ? Johnny bắt đầu mất kiên nhẫn. 10 xu tiếp theo, trích từ $1 tiền lời con đã dành cho công việc tăng tiền vốn. Nếu con cứ tiếp tục dành 10 xu trên một mỗi đô la con kiếm được, thì sẽ đến lúc con có đủ tiền để mua 2 chai dầu gội đầu chứ không chỉ một. Nghĩa là thế nào ạ? Vì thế bạn giải tiếp theo, từ tiền lời của mình, con phải cần trích ra 10 xu vào một tổ chức tài chính ngân hàng. Họ sẽ trả cho con một khoản phí để vay tiền của con, gọi đó là tiền lãi suất. Sao ngân hàng lại muốn làm điều này ạ? Vì có một số dự án về xây một tòa nhà cao tầng và một nhà máy cần tiền vốn rất lớn mà một người không thể có đủ. Vì thế chúng ta có một hệ thống để tất cả mọi người có thể đầu tư tiền bạc của mình vào một ngân hàng
Nhờ đó ngân hàng sẽ có đủ tiền cho những dự án lớn vay. Điều này giúp tạo ra nhiều công việc hơn, nghĩa là giúp cho con người. Trong khi đó ngân hàng cũng sẽ trả tiền cho con. Khi sử dụng tiền của con, họ sẽ trả lãi suất nào cho trẻ em cùng loại mà họ trả cho người lớn. Johnny cầm lấy, khó tin vào điều này. Bố nói con sẽ nhận được tiền lãi của người lớn ngay cả khi con vẫn là trẻ con. Cậu hỏi đầy nghi ngờ. Đúng vậy, tiền của con tăng trưởng nhanh như bất kỳ ai khác. Con có thể lấy lại tiền của mình chứ? Chắc chắn. Và con sẽ luôn luôn được nhiều hơn số tiền con đã gửi vào. Thức quá, giờ con đi để chi tiêu số còn lại rồi chứ? Đúng, Johnny, hãy ra ngoài và mua kem đi. Tôi cực là bạn có thể thấy, có thể đã biết tất cả những điều này. Nhưng khi tôi gặp Squat ở tuổi 25, tôi cũng đã ngây thơ như Johnny. Tôi tự hỏi, không biết có bao giờ người trưởng thành chưa từng được dạy trẻ về cách họ thiết lập kế hoạch trở thành người nên thịnh vượng. Nếu bạn có con, hãy đảm bảo mình sẽ giải cho chúng về kế hoạch thịnh vượng, cho chúng thấy nếu bắt đầu sử dụng công thức 70/30 khi còn nhỏ, chúng sẽ trở nên độc lập tài chính ở tuổi 40. Sau đó chúng có thể dành cả phần đời còn lại chỉ làm những gì mà mình muốn. Hãy để tôi cung cấp cho bạn định nghĩa về giàu và nghèo. Người nghèo chi tiêu tiền bạc của mình và tiết kiệm những gì còn lại. Người giàu chi tiêu tiền bạc của mình và chi tiêu những gì còn lại. Số tiền giống nhau, chi tiêu có triết lý khác nhau. 20 năm trước có hai người, mỗi người đều kiếm được $1,000 mỗi tháng. Một người theo triết lý chi tiêu tiền bạc và tiết kiệm những gì còn lại, người kia theo triết lý tiết kiệm trước và chi tiêu những gì còn lại. Ngày nay nếu bạn biết cả hai người đó sẽ gọi một người là người nghèo và cả hai người kia gọi là người giàu. Tiết kiệm cũng giống như bất kỳ hình thức nào, thức kỷ luật nào, vì cũng có nhiều rất khó nhận thấy cuối mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng, kết quả thường không đáng kể. Nhưng có thể trong vòng 5 năm thì sự khác biệt rõ trở nên rất đáng kể. Khi 10 năm trôi qua, sự khác biệt là hoàn toàn cực kỳ lớn. Chúng ta có thể học cách tiết kiệm từ loài kiến với một triết lý vĩ đại có tên gọi là loài kiến độc đáo, vì hai lý do. Thứ nhất, con kiến nào không bao giờ bỏ cuộc nếu nó phải tiến vào một nơi nào đó và bạn đặt một chướng ngại vật trên đường của nó. Nó sẽ cố trèo qua, chui xuống dưới những vòng hay đi vòng qua chướng ngại vật. Nếu bạn ấy chướng ngại vật ra, nó lại tiếp tục đi. Nếu bạn đặt thêm một chướng ngại vật khác trên đường đi của nó, chú kiến sẽ lại tìm một con đường vượt qua, chui xuống hay đi vòng lại. Một con kiến sẽ cố gắng trong bao lâu? Cho khi đến chết, một con kiến sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đó là một bài học. Lý do thứ hai của loài kiến độc đáo không? Đoán xem loài kiến hoạt định gì cho cả mùa hè, đúng vậy, mùa đông. Và một chú kiến thu thập bao nhiêu thức ăn
trong mùa hè để chuẩn bị cho mùa đông, tất cả những gì mà nó có thể thật thông minh. Bạn có nhớ câu chuyện ngụ ngôn về chú ve sầu kẻ cười cợt chú kiến về chuyện tích trữ ngũ cốc trong suốt mùa hè, còn mình thì cứ mãi ca hát nhảy múa mà chẳng chút bận tâm về ngày mai khi mùa đông khắc nghiệt đến. Chú ve đã chết, đòi con chú kiến vẫn phải được rất nhiều thức ăn, nghèo hay giàu sự phân biệt không quá lớn. Nếu nhìn ở khía cạnh khác, bạn sẽ làm được bao nhiêu? Vậy vấn đề tài chính là ở chỗ bạn tiêu dùng như thế nào với những thứ bạn kiếm được, chọn lựa là của bạn. Điều giữa chính giữa cười, bạn nghĩ về người già, bạn có nghĩ đó là người hơi vô vọng và là người sống bằng nguồn tài nguyên hạn hẹp? Thực sự đây là tình trạng phổ biến của đa dạng số người rơi vào nhóm gọi là công dân đáng kính. Liệu không phải là điều kỳ diệu sao nếu chúng ta có thể thay đổi hình ảnh đó? Tôi đã đi đến một định nghĩa mới về vai trò của người cao tuổi, vai trò chính mà ông bà nên đảm nhiệm là dạy dỗ những đứa cháu của mình cách để trở nên giàu có, văn hóa và hạnh phúc như chúng ta. Ông bà không nên nói ta đã làm việc suốt cuộc đời của mình và giờ ta cần được giúp đỡ. Họ nên nói ta đã làm việc suốt cuộc đời và giờ ta có thể giúp người khác. Nếu bạn không độc lập tài chính ở tuổi 40 hay 50 thì không có nghĩa bạn sẽ xin nhầm quốc gia, sống sai cộng đồng thời đại. Nó đơn giản chỉ có nghĩa là bạn có kế hoạch sai lầm và bạn chẳng hề đơn độc. Hầu hết chúng ta đều trên khỏi hành trình. Khi con người phóng phi thuyền lên mặt trăng, họ biết rằng phi thuyền thế nào cũng chênh lệch khỏi hành trình. Bộ lệnh đầu tiên cho hệ thống hướng dẫn sẽ không đủ cho cả chuyến bay, cần phải có sự điều chỉnh giữa các hành trình. Bạn và tôi cũng không khác gì, theo thời gian của chúng cũng phải thực hiện những hiệu chỉnh giữa hành trình của chính mình nếu muốn trở nên độc lập tài chính. Sau rốt cuộc, bạn không muốn trở thành kiểu ông bà có thể đóng vai trò hình mẫu về giàu có và hạnh phúc hay sao? Hay bạn lại muốn đến những ông bà nghèo khổ? Chiến lược 5, làm chủ thời gian. Chương 8, làm thế nào là người quản lý thời gian sáng suốt. Cách đây vài năm, trong chuyến giảng bài tại Nam Phi, tôi tình cờ đọc được một bài viết ngắn của Alan Paton về chủ đề thời gian. Tôi cực kỳ thích nó, về thế tôi muốn chia sẻ với bạn. Thời gian là nguyên liệu thô bí ẩn cho mọi thứ, có tất cả đều thực sự xảy ra. Hàng một công việc thực sự đáng kinh ngạc, nếu người nào để tâm xem xét, bạn thức dậy vào buổi sáng và hãy xem ví của bạn đã ở bên dưới và ở nhét đầy 24 giờ, nó sẽ là của bạn. Đó là thứ tài sản
tài sản quý giá nhất, không có ai có thể lấy nó, và bạn nhận được điều quý giá hơn hay ít hơn phần của bạn trong lãnh địa của thời gian. Không có tầng lớp quý tộc hay sự giàu có, và không có tầng lớp quý tộc của trí tuệ thiên cộng thêm cho mỗi ngày, và cũng không có sự trừng phạt lãng phí nguồn nguyên liệu vô cùng quý giá này. Tùy ý thích của bạn nhiều đến cỡ nào thì nguồn cung cấp cũng không bao giờ rời bỏ bạn. Hơn nữa, bạn không sử dụng cho dụng tương lai, thực không sự nào mang nợ. Bạn chỉ có thể lãng phí những thời khắc đã trôi qua, bạn không thể lãng phí ngày mai, nó được giữ cho bạn. Tôi đã nói chuyện này là một điều diệu, không phải sao? Đó, bạn có 24 giờ để sống mỗi ngày. Đừng nói theo ý bạn, để tạo cho một sức khỏe, cảm giác dễ chịu, tiền bạc, cảm giác thoải mái và sự tiến hóa của linh hồn bất tử. 4 thái độ với quản lý thời gian. Thời gian là thứ nguyên liệu quý giá nhất mà chúng ta có, vì thế cách mỗi người quản lý thời gian ta tác động sâu sắc nhất đến diễn tiến của cuộc đời của người đó. Mỗi người đều hình thành một thái độ đối với thời gian, dù chúng có một ý thức về điều đó hay không. Thái độ này sẽ quyết định chiều hướng mà một người sẽ thực hiện với phân bổ thời gian của mình. Có 4 thái độ khác biệt về thời gian. Mỗi thái độ sẽ tạo ra một phong cách sống riêng biệt. Thái độ của người thụ động. Người thụ động hoàn toàn không quan tâm gì đến vấn đề thời gian. Họ không theo một nguyên tắc nào cả. Họ để cuộc đời của mình lang thang vô định, thích thú với sự không chắc chắn và tự phát thường đồng hành của một cuộc sống như vậy. Nếu họ có một công việc thì thường nó là tạm bợ, vì họ sẵn sàng chống đối mọi loại cấu trúc và nỗ lực để tận dụng thời gian. Mọi người thụ động tiêu biểu sẽ nói: tôi đã muộn màng trong suốt cuộc đời của mình, tôi dường như không bao giờ có thể kiểm soát được thời gian của mình. Quỷ tha ma bắt, tôi muốn thoải mái và đến nơi tôi đi khi còn trẻ mạnh và sẵn sàng. Đó, giúp đỡ, đảm bảo và những giá trị quan trọng khác, không bị hy sinh và thành công bất vẩn chất. Tôi biết tôi cũng đã từng theo đuổi một vài thứ trong cuộc đời của mình, nhưng rồi đã phát hiện rằng đã giá trị quá nhiều. Tôi đã phải chi tiêu rất nhiều thời gian bằng cái giá phải trả trước khi bắt đầu. Tôi sẽ không bao giờ trả cái giá cao như thế. Người nghiện việc. Khái niệm thành công theo kiểu xa xưa, khái niệm bước bắt buộc người ta làm việc lâu hơn, vất vả hơn. Đối với người nghiện việc thì công việc không bao giờ là đủ. Họ làm việc 10, 12, 14 giờ mỗi ngày. Người nghiện việc sẽ làm 2 công việc, việc này tiếp việc sự việc kia. Sự thoải mái chỉ đến sau khi giấc ngủ bị đẩy lùi, sự hưởng thụ bị chối bỏ và công việc được hoàn thành nhiều hơn. Tất cả chúng ta đều biết hậu quả của loại hành vi này, quy thường dành sự khâm phục cho người ngoài. Từng thói quen của người nghiện việc xảy ra xa cách trong giá trị gia đình, mất sức khỏe về cuối cùng và là người khủng hoảng giá trị. Điều đó trớ trêu là những người nghiện việc không phải luôn luôn là người làm được nhiều
tiền nhất, bởi vì đó họ thường quan trọng chứng nghiệm nhiệm vụ thay vì chú trọng kết quả. Nếu tôi bắt buộc phải lựa chọn cả ba thái độ này và này đúng với thời gian mà tôi đã mô tả ở trên, tôi sẽ cố hết sức để chọn cái tốt hơn. Nhưng may mắn là vẫn có còn một thái độ khác với thời gian mà tôi cho, đó là lý tưởng. Người quản lý thời gian sáng suốt hướng tiếp cận thứ tư và sáng suốt nhất với thời gian được chọn lọc từ ba thái độ trên. Người quản lý thời gian sáng suốt phân bổ thời gian cho từng khía cạnh của cuộc sống. Anh ấy cần thậm chí không quên dành thời gian cho việc lang thang. Cũng giống những người làm việc theo giờ hành chính, anh ấy biết giới hạn giờ làm việc có thể dầu quý báu cho những việc giá trị khác như gia đình. Và cũng giống người nghiện việc, anh ấy không bao giờ ngại phải làm việc kéo dài hơn mức bình thường, chỉ những khi cần thiết. Điều làm cho người quản lý thời gian sáng suốt trở nên sáng suốt chính là khả năng tự mình lập lịch làm việc trong quá trình nhiều giờ và hoàn thành khối lượng công việc lớn hơn. Người nghiện việc làm sao anh ấy làm được thế? Đơn giản là làm việc thông minh hơn chứ không phải là phải luôn làm việc lâu hơn, bằng cách tập trung vào việc tạo ra năng suất cao hơn trên mỗi giờ và sử dụng nhiều giờ hơn. Người quản lý thời gian sáng suốt luôn tìm những phương cách mới để nâng năng suất của họ lên. Nói cách khác, họ phát triển sự thịnh vượng bằng cách sử dụng lực đòn bẩy. Tôi cũng thường làm chuyện ngược lại. Tôi nói mình sẽ nghỉ làm lúc 3 giờ để cưỡi xe máy của mình đến trường về. Đoán xem tôi nghĩ gì suốt thời gian còn lại của mình. Đúng vậy, cưỡi ngựa, cưỡi xe trên đường về. Giờ đây tôi đã đi giảng bài ở Tây Ban Nha và Châu Phi hay Úc. Tôi cho nó là một thành một chuyến để làm việc về việc. Mỗi điều được lên chính lịch giảng bài, phỏng vấn, hội thảo. Nhưng một khi những công việc bắt buộc đã xong, tôi dùng thời gian còn lại để vui chơi, khám phá, hưởng thụ và thư giãn. Đó là một bài học giá trị nhất cuộc đời tôi trong những năm tháng qua. Số dự án. Vì bạn là một người tham vọng và luôn bận rộn nên bạn sẽ phải thực hiện rất nhiều dự án, làm việc với rất nhiều người. Những người bận rộn như bạn thường cảm thấy mình giống như những người nghệ sĩ tung hứng, phải luôn giữ cho tất cả những đĩa đều phải quay cùng một lúc. Điều đó không dễ. Một trong những cách tốt nhất để duy trì được sự kiểm soát là một cuốn sổ dự án, loại kẹp bìa, rất nhiều phần tách biệt. Nếu bạn làm việc với nhiều người, hãy dành phần riêng trong bìa hồ sơ này cho mỗi người. Trong phần của mỗi người, lưu giữ tất cả thông tin phù hợp về người đó. Ghi chú hiệu suất của từng người, lịch sử gia đình, mục tiêu, thế mạnh, nhu cầu, bất kỳ thông tin nào mà bạn cảm thấy cần. Trong vai trò quản lý, bạn cũng có thể cần được thống cần. Trong vai trò của người quản lý, bạn có thể cần những thông tin như thành tích bán hàng, thay đổi biểu hiện xuất sắc trong công việc.
Bằng cách này, khi cần đánh giá hiệu quả công việc, bạn có sẵn thông tin cụ thể về hữu dụng. Đến đây, tùy vào công việc hay nghề nghiệp cụ của mình, bạn cũng có thể làm những phần cho từng cơ quan hay bộ phận. Bạn cũng có thể phân loại theo từng dự án tùy bạn thôi. Mấu chốt là tập trung hóa toàn bộ dữ liệu để bạn có thể chỉ cần toàn tâm làm việc ở đó mà không phải lãng phí nhiều giờ tìm kiếm thông tin trong hồ sơ. Đã quên mất khái niệm việc có hồ sơ dự án cũng hiệu quả với công việc cá nhân của bạn. Ví dụ, bạn có thể tách riêng những tập hồ sơ cho những đứa con của mình. Liệu việc giữ lưu trữ thông tin về con mình có làm bạn thấy đôi chút lạnh lùng? Vậy thì tôi hỏi bạn, bạn có nhớ phiếu kết quả học tập mới nhất của con mình không? Sự kiện nào con bạn cần bạn tham dự, bạn viết ra giấy không? Bạn có nhớ lần trò chuyện tay đôi hết sức ý nghĩa gần đây nhất giữa hai bố con không? Mối quan tâm chính của con bạn là những điều gì? Bạn thấy đó, con cái nhớ tất cả những việc gì giữa chúng với bố mẹ. Không may mắn, chúng ta trong vai trò bố mẹ lại là thường bận biểu và thiếu quan tâm. Lưu trữ từng phần riêng cho một đứa con có thể luôn nhắc chúng ta những điều quan trọng. Tự nhiên, công việc tài chính cá nhân của bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ hệ thống này, bởi nó sẽ mang lại cho bạn khả năng tham khảo nhất tất cả các danh mục đầu tư, chính sách bảo hiểm và những thứ tương tự của mình. Liệu bạn có thực sự cần sổ công tác hay dự án mới có thể kiếm sống được? Dĩ nhiên là không. Nếu tất cả những gì bạn muốn kiếm sống được thì bạn sẽ không cần thực hiện đến những thứ đó nữa. Nhưng nếu bạn đang trên con đường tìm kiếm đến sự thịnh vượng và hạnh phúc thì những kỹ thuật này có thể giúp bạn tăng tốc và tiến bộ nhanh đến bất ngờ. Lịch một phương pháp khác để tổ chức suy nghĩ của bạn trên giấy là dùng một cuốn lịch có tên là Daily Timer. Daily Timer là tập nhật ký hàng ngày về cuộc hẹn lịch làm việc. Không những thế, nó còn có chỗ để quan tâm chi phí công việc, kết quả cuộc họp, thảo luận qua điện thoại và danh sách những việc phải làm. Daily Timer của bạn cũng có thể dùng như một nơi tập hợp những mốc quan trọng theo ngày hay tuần mà bạn muốn ghi lại trong sổ công tác hay sổ dự án. Hãy nói xem nó là địa điểm trung tâm để từ đó bạn có thể xử lý mọi thông tin trong ngày, tuần, tháng và thậm chí là cả một năm nữa. Kế hoạch thi đấu. Một kế hoạch thi đấu có thể là làm nên mọi sự khác biệt trong thế giới liên quan đến các cách mà trận đấu cuộc đời bạn diễn ra. Thuật ngữ kết quả thi đấu là một điều trớ trêu vì mặc dù chúng ta đương như hiểu được tầm quan trọng của việc lên sơ đồ chiến lược cho mọi trận bóng hay đá bóng, chuyện rất ít người trong chúng ta có thể dành thời gian để lập một kế hoạch thi đấu cho cuộc đời của mình. Đây là quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất cho kế hoạch thi đấu của cuộc đời bạn. Đừng bắt đầu ngày cho bạn tiến đến những gì bạn hoàn tất nó, bởi mỗi ngày đều là một viên ngọc vô giá trong chiến lược hướng đến sự thịnh vượng và hạnh phúc của cuộc đời. Hãy luôn luôn lập kế hoạch cho ngày của bạn trước khi bạn bắt đầu và thực hiện điều đó mỗi ngày.
Vâng, tôi biết tất cả những ghi chép này có thể nhằm chán nhận, nhưng hãy nhớ giá trị là sự đơm hoa kết trái của nỗ lực, chứ không phải là một hy vọng nào đó. Một khi bạn đã làm chủ nghệ thuật lập kế hoạch theo ngày của mình, từng ngày bạn sẽ sẵn sàng để hoàn thành cấp độ tiếp theo, để hướng đến sự thành công phần lớn hơn. Chìa khóa tiếp theo là đừng bắt đầu tuần của bạn cho đến khi bạn hoàn tất nó, hoặc định tuần lễ của mình trước khi bạn bắt đầu nó. Tưởng tượng xem cuộc đời của bạn sẽ như thế nào nếu bạn hỏi mình xem vào đêm chủ nhật mình muốn hoàn thành điều gì trong tuần này. Đúng, tôi biết nói vậy là hơi cường điệu, nhưng nếu bạn học cách hoạch định ngày của mình như là một phần của kế hoạch thi đấu tổng thể cho tuần lễ, mọi phần sẽ khớp với nhau dễ hơn nhiều. Kết quả là mỗi ngày sẽ hiệu quả hơn nhiều. Một khi đã làm chủ việc hoạch định cho mỗi một tuần, bạn có thể hoạch định cho cuộc sống của mình với một tháng một lúc. Vì thế là chìa khóa tiếp theo, đừng bắt đầu tháng của bạn cho đến khi bạn hoàn tất nó. Bằng cách theo quy tắc này, tuần và ngày của bạn sẽ trở thành một phần của thiết kế lớn hơn. Bạn đang phát triển một tầm nhìn dài hạn cho cuộc sống của mình, và vì giờ đây bạn đang tiến hành việc hoạch định, và bạn sẽ học để phối hợp những mục tiêu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng với những mục tiêu 3 tháng, 6 tháng và 1 năm của mình. Chúng có thể giúp bạn hoàn thành được những mục tiêu lớn hơn nữa so với hiện tại. Điều đó sẽ đòi hỏi bạn phải tuân thủ rất nhiều kỷ luật, nhưng khi hoàn thành được việc này, bạn sẽ được gọi là một ông chủ. Đó có thể là một việc không mấy dễ dàng, nhưng tôi tin bạn có thể vui sướng và thích thú với tầm nhìn, hương vị và đồng hành của những ông chủ khác như bạn để vươn đến thành công. Bài chiến lược 6, ở giữa những người chiến thắng. Quy tắc kết giao, một trong những ảnh hưởng chịu chốt đến việc hình thành mẫu người mà bạn muốn. Trở thành lại một trong những điều ít hiểu rõ nhất, đó là sự kết giao bạn với người khác, nhưng người bạn chấp nhận trong cuộc sống của mình. Bạn có bao giờ từng nghĩ đến cách mà những người khác định hình trong cuộc sống của mình không? Tôi cũng không hề, tôi có một ý tưởng nào về việc này cho đến khi Swap bảo Jim đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự ảnh hưởng. Dĩ nhiên là ông ấy đúng. Ảnh hưởng của những người qua ta rất mạnh mẽ, rất tinh vi, rất chậm rãi đến nỗi chúng ta thậm chí không nhận thấy rằng mình đã bị ảnh hưởng. Hay nghĩ về điều đó, nếu quanh bạn là những người luôn chi tiêu toàn bộ thu nhập của họ cho cơ hội cực tốt để bạn xài, điều gì ảnh hưởng đến mình, cho mình cho phép điều gì tác động đến cuộc sống của mình. Vì thế hãy xem xét và rồi lại xem xét, mọi chuyện đáng để xem xét lại, đặc biệt là sức mạnh của sự ảnh hưởng. Có lẽ bạn từng nghe câu chuyện về chú én nhỏ. Nó chiên một mắt bằng cách
cánh của mình và đang khóc cay đắng. Một con cú bay ngang qua và hỏi: "Chú chim nhỏ có chuyện gì vậy?" Chú én bỏ chiếc cánh ra rồi cho thấy một chiếc lỗ trống. "Trước đây là con mắt, giờ ta hiểu rồi." Cú bảo chớp mắt, chú đang khóc vì quạ đã khuấy mắt chú. "Không," chim buồn bã đáp lời. "Tôi không khóc vì con quạ khét mắt mình. Tôi khóc vì tôi đã để hắn làm điều đó." "Có ai đã khuấy mất tầm nhìn của bạn không? Có ai đã cố bịt mắt bạn lại không? Nhìn thấy giấc mơ của mình không?" "Này." "Này, chúng ta thường dễ dàng để cho những ảnh hưởng định hình cuộc sống của mình, đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực. Chúng ta thường dễ dàng để cho những mối quan hệ định phương hướng của mình, để cho sự thuyết phục chống chế mình, để cho ngọn thủy triều vượt qua chúng ta và để cho áp lực định hình chúng ta. Câu hỏi là, đây có phải là điều bạn muốn? Bạn có đang trở thành đạt được sử dụng những gì mình muốn, hay bạn đang để cho kẻ khác đánh cắp ước mơ của mình? Ngắn kết giao. Nếu sau khi phân tích những mối quan hệ hiện tại thời cho bạn xác định rằng có một ít cỏ dại trong khu vườn kết giao của mình, thì có vài điều bạn có thể làm. Đầu tiên, bạn có thể tách mình khỏi người đang hủy hoại tình trạng tốt đẹp của bạn. Tôi công nhận là một việc vô cùng khó khăn, đặc biệt nếu đó là thành viên trong gia đình. Nhưng nếu bạn gặp ai đó thì hết sức thích thú trong công việc, khuyết mất ước mơ, mục tiêu này, niềm tin của bạn, hãy từ bỏ ảnh hưởng của người đó. Nên nhớ, đó có thể là chọn lựa có khả năng cứu lấy chất lượng của cuộc sống. Tất nhiên, cuộc sống hiếm khi đơn giản như vậy. Thỉnh thoảng chúng ta nhận ra chính mình đang dành thời gian cho những người chẳng thú vị gì, đồng nghiệp, bạn làm ăn và những người khác, trong những tình huống mà bản thân bạn không thể tự mình cắt dứt hoàn toàn quan hệ, thì hãy cố gắng hạn chế những mối kết giao này. Cũng có những tình huống mà những mối kết giao mang lại sự vui thích hời hợt có thể gây ảnh hưởng tiêu cực về lâu dài đến cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn dành 2 tối một tuần bù khổ với bạn thân của mình, thì cuộc sống của bạn cũng có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ của sự mất cân bằng. Hậu quả sau 10 năm, 20 năm sẽ là hủy hoại ghê gớm nhất. Một số ủy ban, và trước khi bản thân kịp nhận ra, chính cô ấy đã được mời chơi quần vợt và một vài người có tầm ảnh hưởng của thành phố. Bạn thấy đó, thực ra cũng không khó gì khi xây dựng một mối quan hệ mới. Ngoài ra, chính chúng ta có thể thảo luận trong chương trước, hãy đầu tư vào sự ngon miệng của một người giàu, mời một người giàu đi ăn. Không thể nói trước là bạn sẽ học được điều gì, một gì trong hai giờ của cuộc trò chuyện hướng đến giàu có. Để mở rộng các mối quan hệ, hãy xem xét những ưu tiên của cuộc sống của bạn. Điều đó được gọi là kết giao có chủ đích. Ví dụ, hãy tìm một vài người thành công để giúp bạn trong kế hoạch thành công.
cô bạn tìm một vài người khỏe mạnh. Tìm một vài người khỏe mạnh để tập thể dục. Tìm một vài người biết cách sống để dạy bạn những bí mật. Một phong cách sống đáng được tưởng và cũng đừng bối rối của việc vụng xơi mối quan hệ với những người này. Hầu hết những người thành công thích chia sẻ kiến thức của họ với những người khác. Đó cũng có thể là lý do tại sao họ thành công như vậy. Người thành công luôn tìm kiếm những người mà họ khâm phục. Họ hiểu rằng niềm cảm hứng và kiến thức có thể thu được những mối quan hệ đúng đắn. Tôi cũng không phải là ngoại lệ đối với quy tắc này. Tôi cũng có một kiểu quan hệ như thế. Một người mà tôi thích dành thời gian với anh ấy càng lâu càng tốt. Anh ấy là một thợ săn thú dữ, một triệu phú, một nhà du hành, một nhà kinh doanh, một nhà doanh nhân. Anh ấy cũng là một trong những triết gia lớn nhất thế giới. Tôi có rất nhiều kỹ năng, nhưng có thứ hai mạnh mẽ đến kỳ lạ. Thứ nhất, anh ấy có khả năng hấp thụ những sự kiện trong một ngày, chi tiết đến từng phút, không chỉ thực sự nhớ từng ngày mà tôi tin rằng anh ấy còn nhớ mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Kể từ lúc trưởng thành, anh ấy có thể nhớ từng cuốn sách đã đọc, anh ấy dường như nhớ từng thứ đã học. Nếu tôi được chọn lựa giữa việc tự mình đi nước ngoài hay để anh ấy đi rồi tường thuật chuyến đi của mình cho tôi, thì khả năng lớn nhất tôi sẽ chọn điều thứ hai. Tại sao là như vậy? Vì anh ấy không hề bỏ qua một điều gì quan trọng. Anh ấy hấp thụ mọi sự kiện giống như một miếng bọt biển hút nước vậy. Tài năng thứ hai của anh ấy là khả năng diễn đạt. Anh ấy có thể diễn đạt xuất sắc phong tục của những điểm quan tâm đến con người, dân nước đó, những kinh nghiệm nho nhỏ, cũng như được sự kiện chính trong hành trình của mình. Anh ấy là một người rất tốt và có khả năng truyền đạt được những ngôn ngữ sống động và hào hứng. Chiến lược 7. Học nghệ thuật sống tốt. Chương 10. Đường đến phong cách sống giàu có hơn. Trong vai trò người thầy của mình, Swap liên tục thử thách tôi. Ngay khi tôi vừa áp dụng những nguyên tắc của ông ấy trong một lĩnh vực, ông ấy liền đưa ra những nguyên tắc nền tảng quan trọng khác. Ngay khi tôi bắt đầu tạo được chỗ đứng trên thị trường và chiếm nhiều tiền hơn, ông ấy bảo Jim dừng chỉ học cách kiếm tiền hay học cách sống. Tôi đã không hiểu, thực tế tôi thậm chí còn có đủ ý nhiều hơn điều đó. Đây là mình, tôi nghĩ làm việc cực lực, tranh đấu để đạt được mục tiêu. Khi nhìn thấy thành công, ông ấy đang nói về chuyện gì vậy? Ông ấy nghĩ tôi đánh mất điều gì vậy? Còn điều gì khác nữa sao? Đọc được ý nghĩa của tôi, Squab cười và bảo: Tim, một vài người được những thứ tốt đẹp vẽ bao quanh họ nhưng chỉ cảm thấy đôi chút hạnh phúc. Một số người khác cất giấu những ít niềm vui. Tôi muốn cậu học được nghệ thuật thiết kế một phong cách sống, nghệ thuật của việc học được cách sống tốt. Thôi, tôi đáp, tôi có thể học được điều này khi kiếm được thật sự nhiều tiền.
Hiện giờ tôi chỉ còn đi học để kiếm tiền. Ông ấy không nghĩ như vậy sao? Chim à, ông ấy nói và lắc đầu. Người ta dễ học nghệ thuật, thiết kế phong cách sống hơn với số tiền nhỏ hơn. Thực tế chỉ mất 2 đồng 25 xu. 2 đồng 25 xu, tôi thốt lên với đầy vẻ ngạc nhiên. Người ta học 2 đồng 20 xu là làm sao có khả năng phát triển một phong cách với 2 đồng 25 xu? Squab mỉm cười, người bán hàng hoàn hảo này. Giả sử cậu đang muốn cho đôi mà giày của mình xoáng loáng, cậu bé đánh giày trong những đôi giày bóng loáng nhất thế giới. Khi cậu trả tiền được sự bóng loáng này, cậu bé sẽ bo kiểu gì cho cậu bé đánh giày? Cậu nghĩ mình nên bo cho kiểu bé đánh giày 1, 2 đồng 25 xu đấy. Nếu có hai con trong một đầu, cậu hãy luôn chọn số lớn hơn, trở thành người 2 đồng 25 xu. Chắc mình đã bỏ qua điều đó, tôi nghĩ. Bối rối, tôi hỏi. Điều đó tạo nên một sự khác biệt gì? 1 đồng 25 xu hay 2 đồng 25 xu? Nó tạo nên một khác biệt trên thế giới này. Nếu cậu nói, ừ, tôi chỉ cho chú bé 1 đồng 25 xu, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cậu suốt cuộc thời gian còn lại trong ngày. Cậu sẽ bắt đầu cảm thấy một chút tội lỗi, chỉ là một tí không an tâm. Thỉnh thoảng trong ngày, cậu lại nhìn về bóng loáng của lớp da và bảo mình thật là rẻ tiền khi bôi 1 đồng 25 xu tệ hại cho sự tỏa sáng như thế này. Mặt khác, ông ấy nói thêm, nếu cậu bỏ 25 xu, cậu sẽ cảm thấy thành đạt và tự tin suốt cả ngày. Cậu không thể ngờ được sự khác biệt tinh thần mà 25 xu có thể tạo ra đâu. Nhiều năm sau, một người đàn ông ở Debuchos đến gặp tôi sau buổi tối hội thảo và nói, ông Ron, tối nay tôi đã làm hết sức ấn tượng bằng những diễn tả thái độ về đồng 25 xu. Tôi đã quyết định thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ nghe về tôi và rồi ông ấy đi. Đúng vậy, vài tháng sau khi tôi lại có dịp giảng bài tại Detroit, khi được người đàn ông ấy lên bục và nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt và nói, ông có còn nhớ tôi không? Dĩ nhiên là tôi còn nhớ chứ, tôi đã trả lời. Ông là người sẽ nói thay đổi cuộc sống của mình. Ông gật đầu và nói, tôi phải kể công cho ông nghe một câu chuyện. Sau cuộc hội thảo lần trước, tôi bắt đầu suy nghĩ về những cách thức để bắt đầu lại cuộc sống của mình một cách tốt hơn. Hay họ bỏ qua một số buổi đến rạp chiếu phim, đến nhà hát một buổi tối, hoặc họ tiết kiệm tiền suốt cả năm để có đủ tiền cho một chuyến đi châu Âu. Đừng lãng phí tiền bạc của mình cho dù chỉ là 1 đồng 25 xu. Hãy tiết kiệm và mua những thứ đặc biệt nhất, chất lượng cao nhất, những giá trị vĩnh viễn, hay những thứ sẽ mang lại cho bạn những kỷ niệm sâu sắc cho cả cuộc đời này. Nên nhớ, tất nhiên là tiền mua kẹo có thể cộng dồn thành một gia tài nhỏ.
Và với một người kinh tế, chất lượng quan trọng hơn nhiều so với số lượng, thà có một vài báu vật còn hơn là đời những thứ linh tinh, vô bổ. Phong cách sống như tôi xác định ở đây là vấn đề của nhận thức, giá trị và giáo dục kỷ luật. Đó là một nghệ thuật đã mang lại niềm vui khi thực hành. Đó là quyết định có chủ đích để nhấm nháp và hưởng thụ mọi trải nghiệm và khả năng của cuộc sống này. Sống có phong cách đồng nghĩa với việc bạn đã mở rộng kiến thức và kinh nghiệm của bạn nhờ ảnh hưởng của sách, con người, xem phim và những chuyến phiêu lưu mới. Vì thế hãy cẩn trọng để thưởng thức và học hỏi từ mọi nơi, mọi người bạn sẽ tiếp xúc. Hãy nghĩ về vài việc mà bạn có thể làm trong hôm nay để khiến bạn cảm thấy giàu có hơn, tốt hơn cho chính mình và cuộc đời của mình. Hãy gọi điện thoại để đặt vé một buổi hòa nhạc, mua một vài bản ghi âm nhạc, gửi hoa, gửi thiệp cảm ơn lên kết họa cho một chuyến đi, bắt đầu đọc những tác phẩm cổ điển từ những nhà xuất bản nổi tiếng. Vẫn chưa nghĩ được điều gì để làm tôi cá là trong bán kính khoảng 20 cây, thì tôi sẽ làm một vài món ăn chưa từng nếm thử và một vài điều kinh ngạc mà tôi chưa từng trải qua lần nào. Điều đó đúng với tôi, những gì bạn biết. Tôi sinh ra và trưởng thành tại Idaho, nơi có một thành phần của công viên quốc gia vĩ đại Yellowstone. Thế mà tôi vẫn chưa từng đến Yellowstone. Tưởng tượng xem hàng triệu người trên khắp thế giới đổ về đây để xem những chú gấu xám và suối nước nóng phun Farito. Còn tôi là một người Idaho nên tôi chưa từng đến đó, vì đến đó là những nơi của châu Phi, chưa đến Yellowstone. Chương 11. Cái ngày xoay chuyển cuộc đời bạn. Chúng tôi đã cùng nhau đi được một đoạn đường dài trong suốt cuốn sách này. Tôi đã chia sẻ cho bạn bữa tiệc ý tưởng và bạn trong những chiến lược chắc chắn sẽ thỏa mãn sự ngon miệng của bạn đối với bữa tiệc của cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi cũng phải chia sẻ với bạn một lo âu. Bạn thấy đó, nếu bạn hoàn toàn nắm vững mọi thông tin trong cuốn sách này, bạn sẽ có thể gọi mình là một chuyên gia về nguyên tắc của sự thịnh vượng và hạnh phúc. Tại sao là như vậy? Vì bản thân bạn thậm chí có thể giải một bài khá ấn tượng về những khía cạnh triết lý của cuộc sống. Nhưng bạn phải làm nhiều hơn trong cuộc sống chứ, không chỉ biết lý thuyết về cách thức mà còn làm mọi chuyện đều làm được. Mọi thứ không bao giờ lặp lại, ngày vậy là quá đủ. Dù bạn nói là gì, bạn có thể gọi nó thật mạnh mẽ mà không cần gì làm cho cuộc đời thay đổi những sự chán ghét, tệ hại. Ngược lại, không có gì đáng thương hơn trong tình trạng chán ghét một ai đó. Tôi nghĩ tôi không thể chịu đựng được nữa, đáng buồn làm sao, yếu đuối như vậy là sao. Nhiên liệu trong loại cảm xúc đó có đủ không? Có đủ để lái một chiếc tàu đồ chơi trong một bồn tắm. Quy định hầu hết chúng ta đều cần thiết bị đẩy đến chân trường mới ra quyết định, và một khi đã rơi vào tình trạng đó, chúng ta sẽ phải phấn đấu với những cảm giác mâu thuẫn cùng những thứ tạo ra chúng ta để ngã rẽ của con đường. Giờ đây ngã rẽ
này có thể là có hai lối, ba lối hay thậm chí là bốn lối, không có gì đáng kinh ngạc khi việc ra quyết định có thể tạo nên những cơn quan thách trong bao tử của chúng ta, buộc chúng ta phải thức dậy lúc nửa đêm hay làm chúng ta đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Tôi không có nhiều lời khuyên cho bạn về việc ra quyết định, trừ điều này, dù bạn làm gì, đừng cắm trại ở ngã rẽ của con đường quyết định. Dù ra sao, quyết định sai cũng còn tốt hơn nhiều so với quyết định gì cả. Mọi người trong chúng ta đều phải đối mặt với một cảm giác kích động và giải quyết ổn thỏa tình cảm của mình. Như một doanh nhân trẻ nói với tôi, sau quyết định mạo hiểm và bắt đầu doanh nghiệp mới, tôi đã từ bỏ ý tưởng, loại bỏ những đang lo lắng, sợ hãi trong tâm trí mình. Nhưng tôi hiểu thì hiện giờ tôi có thể làm cho chúng được sắp xếp theo một đội hình trong hầu hết các tình huống. Bạn dĩ nhiên là một công cụ mạnh mẽ để ra quyết định, đúng chứ? Nếu bạn đã làm bài tập về việc thiết lập mục tiêu, bạn đã làm rồi chứ? Nếu chưa, tôi cũng không quá trễ làm chúng ta bây giờ. Bạn có thể lập kế hoạch cho cuộc đời mình trong một thời gian dài. Trong một thời gian dài để thực hiện ước mơ, những ước mơ chính đáng. Ước vọng, làm thế nào một người có được ước vọng? Tôi không nghĩ là mình có thể trả lời được trực tiếp câu hỏi này vì có rất nhiều cách, nhưng tôi biết được những điều thật sự cần ở ước vọng. Ví dụ, em nghĩ quyết tâm nghĩa là hướng tới bản thân mình, không bao giờ từ bỏ. Đó chính là ước vọng. Định nghĩa này sẽ hay nhất mà tôi từng nghe. Hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Hãy nghĩ về điều đó. Một đứa trẻ sẽ đánh mất bao nhiêu lâu để học đi? Bạn sẽ dành cho em bé bình thường bao lâu trước khi bạn nói rằng thôi nhé, con đã hết cơ hội rồi? Bất kỳ người mẹ nào trên thế giới cũng sẽ nói, con tôi sẽ tiếp tục cố gắng và vươn lên cho đến khi nó biết đi. Có một bài học về điều này, hãy tự hỏi mình, tôi sẽ làm việc trong bao lâu để biến ước mơ của tôi thành một hiện thực? Tôi khuyên bạn nên trả lời cho đến khi đạt được nó. Đó là những gì thuộc về quyết tâm của chúng ta. Hành động, kiến thức đổ đầy nhiên liệu bằng cảm xúc tuần dừng với hành động. Hành động là phần cuối cùng của công thức này. Nó là thành phần đảm bảo cho kết quả. Chỉ có hành động mới có thể gây ra phản ứng sâu hơn. Chỉ có hành động tích cực mới có thể tạo ra phản ứng tích cực hơn. Tôi không hề phản đối những lời khẳng định như một công cụ để tạo ra hành động lặp đi lặp lại để củng cố cho một kế hoạch kỷ luật. Nhưng sự khẳng định có thể giúp tôi tạo ra được những kết quả tuyệt vời hơn thế nữa. Nhưng cũng có một lần ranh rất mảnh giữa tin tưởng và cả tin. Bạn thấy đó, khẳng định mà không hoạt động là những khởi đầu tương đối cho mình. Nó cũng giống như một người quản lý kinh doanh bước ra khỏi cuộc họp và bán hàng về mọi thứ để tăng tốc doanh nghiệp này, nhưng mà lại không thực hiện được ý tưởng mà mình đã đề ra. 4 câu hỏi. Khi gần đến điểm cuối cùng trong hành trình, chúng ta cũng đi. Tôi cũng là một vài câu hỏi muốn bạn suy nghĩ kỹ càng nhất trước khi đưa ra lời giải đáp. Thứ nhất, tại sao bạn phải cố gắng?
Trẻ em thường đặt những câu hỏi tại sao, vì sao. Và đây là một câu hỏi tại sao quan trọng mà tôi muốn nói với bạn. Và tại sao bạn lại phải thức dậy sớm? Tại sao bạn phải lao động vất vả? Tại sao bạn phải đọc nhiều sách như vậy? Tại sao bạn phải kết bạn với nhiều người hơn? Tại sao bạn phải đi xa như thế? Tại sao bạn phải kiếm nhiều tiền như thế? Tại sao bạn phải đi nhiều như thế? Câu hỏi thứ ba, đời vấn đề xa hơn một chút, nó đòi hỏi tại sao không là bạn. Một số người đã thực hiện được những việc khó tin nhất với một nền tảng hạn chế. Một số người làm tốt đến mức họ đã trải qua tất cả mọi thứ. Tại sao không phải đó là bạn? Tại sao đó là người lái thuyền trên biển Caribe? Biết đâu bạn có thể là những con sò đẹp nhất ở Miami. Tại sao không là bạn đã mua sắm ở siêu thị đại lộ thứ 5 ở thành phố New York? Tại sao ở Wharf hay ở Plaza Crystal, những khách sạn tráng lệ, đắt tiền, đại số thưởng thức, lát ngọn quay trên miếng bánh tạo ở nhà hàng Luxor? Tại sao không đang nhấm nháp ở một hoàng hôn Arizona? Tại sao bạn lại không đang tận hưởng mọi thứ trong cuộc đời phải mang lại? Biết rằng đó là phần thưởng dành cho bạn và sự nỗ lực đầy kiên trì. Cuối cùng, hãy xin Thượng Đế phù hộ cho bạn. Đúng, tôi tin thành công trong tương lai của chúng ta tùy thuộc vào chúng ta. Nhưng tôi cũng đã biết tất cả chúng ta đều cần nguồn dinh dưỡng tâm lý, đặc biệt là khả năng giải quyết chúng ta suy yếu và phải đối mặt với nghịch cảnh. Có một câu chuyện về một người đàn ông nhặt một đống đá trong 2 năm và đã di chuyển thành một khu vườn đáng yêu. Trong đây là những loại hoa đẹp nhất. Ngày nọ có người đức hạnh ngang đi ngang qua. Người đức hạnh đã nghe kể về khu vườn và danh tiếng nó lan rộng ra qua đó nhiều dặm, nhưng người ấy không chắc chắn là khu vườn này không bỏ quên sự sáng tạo. Vì thế người ấy bảo người làm vườn, Thượng Đế chắc chắn sẽ ban phúc cho ông bằng những khu vườn xinh đẹp. Người làm vườn hiểu ngụ ý và trả lời câu nói: bạn nói đúng, người đức hạnh. Ông ta nói: nếu tôi không nhờ ánh nắng, mưa, đất và sự kỳ diệu của hạt giống và mùa màng thì cũng sẽ không có khu vườn nào hết. Tuy nhiên, phải chi anh đã từng nói ở nơi đây vài năm trước, khi Thượng Đế giữ nó một mình, bạn và tôi đã được ban cho một quà tặng vật của cuộc sống. Nhưng tuy chúng ta đã quyết định là chúng ta sẽ sử dụng những luật lệ của Thượng Đế để sáng tạo đến sự thịnh vượng và hạnh phúc. Yeah! Xong rồi!